Chào các bạn, hôm nay mình cập nhật chia sẻ với các bạn về cây sung bonsai mini. Đây là cái cây sung mình ghép từ cái cây gốc là cái cây cành dâm, với cái loại giống cây sung là khó hoặc không cho quả. Thì mình ghép đã thành công và đến bây giờ thì em phát triển rất là tốt. Thì ở đây là hôm qua mình đã cắt đi một cái nhánh rất là to ở đây. Thì bạn nào xem clip cũ thì các bạn sẽ biết. Chứ không, nó tốt, rất tốt các bạn. Nó tùm lum hết cả ra. Cái gì thấy cây tiếp tục phát triển như thế này. Và mình cũng đã phải ra vội. Hạn mình đi 2 giây thì bây giờ mình đã phải ra 1 giây. Bởi vì cái em phát triển rất là mạnh, cái em hàn hết vào cái thân gốc cây này. Để lát nữa mình sẽ quay chi tiết các bạn cùng xem. Đấy, thì và bây giờ thì mình cũng phải cắt tỉa sơ qua cho em đi, để cho em phát triển theo đúng cái ý định của mình. Đấy. Thế thì trước khi cắt tỉa thì mời các bạn tham khảo qua một vòng tổng thể của cây này các bạn nhé. Bây giờ mình cùng các bạn đi cắt tỉa cho em. Đây là những cái phần ở dưới gốc cây, là cái phần này, những cái cành này, những cành mà cây gốc chủ của nó ra, ta bỏ đi. Cái mầm này nó rất non, rất khỏe. Thì cái tương lai của chúng là để làm trở thành rau quả này cực kỳ khó khăn các bạn. Thì ta bỏ hết đi. Đấy, chúng ta nhìn cái cành nào nó phải có tương lai để làm rau quả ta mới để, còn nó không có tương lai thì chúng ta sẽ bỏ đi. Thì nó không có một cái gì tương lai mà rau quả cả. Còn nên là đây, từ đây rồi đi ở đây, đây là cái cành này, là cái cành ghép áp. Ghép áp thì nó từ phía dưới này, để lát nữa mình sẽ quay chi tiết các bạn cùng xem. Cái vết cũ nó còn một chút đây, và hai cái nhánh này báo các bạn là hai cái nhánh mình ghép bổ sung thêm để ghép về sau. Thì cái hai nhánh này thì nó không quan trọng. Hôm trước mình cũng đã chia sẻ với các bạn là được hay không được thì mình để đây, thì sau này để thích thì để, mà không thích thì ta bỏ đi. Thì đến bây giờ các em cũng đang phát triển nên rất là tuyệt vời. Đấy. Tất nhiên cho dù là cái phần chính này khi em phát triển mạnh. Đấy. Thì có các bạn này, cái cây cành này ở phía dưới này thì các em phát triển sẽ rất chậm. Đây là báo cáo các bạn cũng phải đặt đến 2-3 tháng rồi mà nó mới được có thế này. Nếu như những cây khác mà không có cái phần trên này thì báo cáo các bạn là cái cành cây này giờ chắc chắn nó phát triển khỏe lắm, mạnh lắm rồi các bạn. Mình muốn là sau này là dưới này thì có thể là mình tạo thành cái dâu quả hoặc là cho các em phát triển cho các em niền sẹo. Thì sau này thì mình sẽ để xem, nếu mà nó hợp lý thì ta để, mà không hợp lý thì ta bỏ. Cái này thì không không
mình ghép cái phần này cũng gần như là mình kinh nghiệm, mình kiểm tra thôi, mình kiểm tra xem là khi mình ghép phần dưới này thì các em có phát triển được hay không thôi. Thì các em vẫn phát triển được các bạn, nhưng mà rất chậm, rất chậm. Đây mình ghép hai nhánh nào, hai nhánh. Thì cái nhánh trên này còn khỏe hơn chút, cái nhánh dưới thì càng kém đi, nhưng mà vẫn phát triển được. Còn phần thân chính của em thì bây giờ các em đang cho sẹo đây, nổi u cục cũng tương lai cũng sẽ rất là đẹp. Đấy. Sau này thì mình sẽ chỉ sửa sau cái phần này. Đấy. Cái phần dây nhôm thì đến bây giờ thì các bạn cũng đã là ăn. Đấy. Thì những cái phần nhỏ nhỏ này ngang thân này thì tạm thời, các bạn tạm thời thì mình cứ để cho các em phát triển và mình cũng bấm ngọn để tạo dâu quả, xét thấy nếu được. Còn phần trên này thì chúng ta sẽ cắt vợ một hai nhánh đi để cho các em tập trung vào các em nuôi cái phần ngọn. Sau khi phần ngọn được thì sau này chúng ta sẽ tổ chức tạo dựng bông tay cho em và ép quả sau. Những cái nhánh này là những nhánh to mà nó không cần thiết các bạn. Để cho em phát triển tốt thì mình cũng bôi qua một em ở những cây này. Thì như hôm trước mình có nói với các bạn là cái phần này thì sau này mình sẽ tiếp tục uốn nắn tiếp. Đấy. Như hôm nay thì vừa mới qua mấy hôm vừa rồi nó mưa thì cây còn đang giòn thì mình cũng chưa uốn được. Đấy. Thế một cái dây thì khép thì nó đã hằn đây. Thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn cùng xem. Các bạn này cây cũng khá nộp lực, khá đẹp các bạn. Tổng thể cây khoảng hơn 20cm thôi. Đấy, mà gốc thì đây là cái từ cành dâm cho nên gốc nó to bằng cổ tay các bạn. Đấy. Đây hai này cái cành, hai cành ghép thêm. Đấy, các bạn thấy đây. Thì các em cũng đang phát triển. Đấy, vì trên này nó các em phát triển mạnh cho nên hai cành này các em phát triển sẽ chậm hơn. Nhưng mà sau này nếu như các em phát triển được thì mình sẽ kìm hãm để cho các em phát triển thành dâu quả hay gì đó thì càng tốt, mà không có thì sau này mình sẽ bỏ sau. Đấy. Còn sẹo thì của cái cành chủ thì cũng đang niền rất là đẹp. Đấy, các bạn thấy đang nối, đang phát triển sẹo. Tất nhiên sau này mình còn phải chỉnh sửa các bạn. Thế còn cái phần dây thì hôm trước thì mình đi hai dây thì nó đã hàn vào thân như thế này. Đấy. Hàn vào thân, một cái dây nhỏ nó hàn ghê gớm quá, mình phải tháo cái hôm qua mình phải tháo cái dây nhỏ này ra. Đấy. Còn cái dây này thì mình tạm thời để lại ít bữa nữa thì cây dây này thì cũng đã hàn. Đấy. Nhưng mà còn phải giữ, bởi vì kia thực sự mà nói là nếu như là bây giờ thì các em chưa hoàn toàn ổn định được cái phần thân này các bạn. Tất nhiên sau này thì quá trình sau này thì mình tiếp tục còn phải chỉnh sửa lại, nhưng mà trước mắt thì mình cứ tạm thời để một chút nữa. Đấy. Các bạn nhìn tổng thể cây.
vì là cây quái cho nên là mình cũng muốn toàn bộ phần gốc này, sau này mình cũng sẽ là khoe gốc và mình sẽ để cái phần bông tay từ đây trở nên mình mới tạo dựng bông tay đấy. Cho nên là phần dưới này mình sẽ không nuôi, mình sẽ cắt bỏ đi và ép cho các em sau có quả được là cái tuyệt vời. Thì tạm thời một vài cái bông nhỏ này thì mình là tay nhỏ mình để lại đấy. Và mình cấm ngọn đi để mình ép quả. Tất nhiên bây giờ thì các em đang phát triển nhưng mà tương lai thì các em cũng phải phải cho quả các bạn ạ. Đây, thế còn đây là cái vết ghép, vết ghép cũ là cây này, thì cây này ghép áp, cái áp từ một cái cành mầm của em lên đấy. Và cái nhánh mình, một cái nhánh nữa mình ghép ép xuống dưới này nữa, thì đến bây giờ mình cắt bỏ hết đi rồi đấy. Đây còn chỉ còn lại một cái vết cũ một chút xíu này thôi. Thế thì bây giờ các em phát triển rất khỏe mạnh, rất đẹp. Đấy. Nói như vậy là cái kết quả ghép chuyển đổi cho cái cây sung từ cái loại khó cho quả, sau này sẽ thành những cây sung siêu quả. Thì kết quả ghép thành công mỹ mãn và cây đang phát triển rất đẹp. Tương lai rất là đẹp, rất là mãn nguyện. Thế thì hôm nay mình cập nhật và chia sẻ với các bạn và đồng thời cũng cắt tỉa sơ qua cho em như vậy. Đấy. Thì cũng công việc cũng đã xong. Thì mình cũng xin được dừng video tại đây. Chúc các bạn xem video luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt đối với cái các bạn là đam mê sung bonsai thì với những cây sung mà nó loại khó hoặc không cho quả thì các bạn có thể ghép vào những cái cây sung siêu quả để chúng ta có cái cây siêu quả chúng ta chơi. Chúc các bạn thành công, toại nguyện như ý. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Xin được tạm biệt các bạn.